xin chào mọi người. Hôm nay Lộc Chim Robot sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một cây ốc ốc mít nha mọi người. Phúc mật ốc mít sâu xanh, sâu đỏ các kiểu. Rất là chim nhỏ đó mọi người, đang khích sông lông 3D khá là sắc nét, khá là đẹp rồi nha mọi người. Chạm 3D full lòng. Đây, mình sẽ thử. Đây là cái phần vỏ nè. Đây là cái phần thân nè. Tan chân cửa. Năm vành. Đây là một cao 22 cao. Ngang 22 cao tới 55cm. Được 60cm. Đó là từ chân cho tới nóc rồi. Chưa tính phần cao nha. Lòng rất là cao, rất là nhìn nó rất là khoáng. Cái này nhìn nó mít, không phần phần. Các loại chiều sâu thì hết mà. Rất là đẹp rồi. Quan tâm đến cái cây lồng này thì sẽ liên hệ trực tiếp với Minh Ốc Mít. Website là minhocmit.com, còn cái fanpage là Lồng Chim Minh Ốc Mít nha mọi người. Đây. Rất là đẹp.